Tết mình đều là nhau. Trời ơi, Trần Tiến có bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn đó. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan. Nói thôi chị mập quá vậy. Thì xấu quá. Mạnh mẽ lên đó. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng. Và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày. 2 ngày, Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ, em làm kế toán. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ, ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mời nhà gái. Dạ, nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều làm gì Kiều? Dạ, em làm công việc bán thuốc anh. Từ Đà Nẵng vô đây hả? Dạ. Rồi thôi, chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Nhà trai thì sao? Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì? Không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm. Đâu có, nói thì thôi chứ giờ cũng đâu phải rượu bắt khả ép. Nên là không có sao đâu. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng á, học ngoài đó 4 năm. Rồi sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao, đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. À, bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào, kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ em quen một năm. Bên đây cũng đơn giản lắm, quen năm mà tại yêu xa nên không tới được. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa xíu cũng không sao. Trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia. Đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời, chín chắn dữ vậy đó hả? Biết lo cho gia đình được, bởi vì em nó cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm có gì em nói mình nói đâu là sao. Xong rồi nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất làm. Nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan. Nói sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Không, mấy cái đó thì không. Nhưng mà nhiều không lúc đơn giản á. Ví dụ đơn giản với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em. Thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Yeah. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được. Và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. Ờ, rồi. Không có cô gái nào xấu hết trơn. Đúng, cô gái của chị rất chỉ có quá xấu ý à. Không biết làm đẹp thôi. Chào em gái. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì. Chỉ không cần có. Yêu thương chân thành. Yêu là được. Hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được. Lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây. Thì chị bên đây là người, theo em nhìn đó, là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình. Chị ấy nhìn rất là chững chạc. Em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt. Thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Cảm ơn.
Kiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn đó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì bà em gái của em thì cái tính cũng hơi ngang. Ngang. Nên đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau để là có gì nếu mà có cơ hội thì mình tới với nhau. Dạ cảm ơn chị. Mở ra. Rồi tấn công đi chàng trai. Có món quà mà tặng bạn. Tết mình đeo lên. Trời ơi. Trần Tiến có bài hát Chiếc vòng cầu hôn đó. Vòng tay cầu hôn tình yêu của anh. Trùng dữ vậy. Thôi quá. Cái. Nhẫn quà em ơi. Cảm ơn. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao? Qua cái trao đổi và cái thông tin á thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng. Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Hồi xưa mình học cũng ở đó. Và trừ anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á. Em đi cũng khá nhiều rồi, từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Rồi bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó thì em có thể sắp xếp cuối tuần em ra đó. Có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần đó. Rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Nói các bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường nó không xa gì. Biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trắc trở hết trơn. Với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không có khó gì đối với bạn ấy. Em thấy thì sao? Chắc là mới gặp nên cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Nói chung là quen xa nên em cũng hơi ngại. Ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tấn công quyết liệt không? Quyết định đó, thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau một vài tháng thôi, ta chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn đó. Bạn rất là quyết liệt luôn đó. Bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mà em trai đứng lên. Mạnh mẽ lên. Đã. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đó, rồi. Nắm gì nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô. Trời ơi. Lần đầu, em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Còn. Thấy chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện? Em cứ nói hết rồi, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đó thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và cái tương lai cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Tốt quá. Hát tặng bài luôn. Không cần biết em ai? Là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em trong quan tàng ngày tặng. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian.
Lo cái cô này dễ sao luôn vậy đó. Nắm tay thế nào, chính thức mình hẹn hò. Anh chị nắm tay là anh trai. Đấy, để vô. Chưa có yêu lần nào nắm chặt vô, không có buông nhau nha. Chương trình tặng quà cho hai em. Đừng buông tay ra, nắm chặt vậy hoài nha. Quà của bạn gái giữ lấy. Rồi xuống dưới cất quà xong nắm tay bạn gái tiếp nha. Đừng buông tay ra nha. Nhớ cố gắng hết sức mình về Đà Nẵng càng sớm càng tốt nha em trai. Yeah. Nhanh nhanh báo tin vui cho chị Lan với anh Quyền Linh nha. Yeah. Yeah. Chúc hai em hạnh phúc nha. Yeah, mời hai em. Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. Ở đâu? Em ở thị trấn Thịnh Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. À, chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho một cho em một một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với quý vị khán giả và anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, okay. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em gửi tới. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử la xe bên là xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè. Em giới thiệu đi. À, dạ lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ Mai làm ở quận 9 ạ. À quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và thật chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay làm được. Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps rồi. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng hai rồi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sao quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi còn mình thì sao nè? Dạ em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á, nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á, nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ chào chị Hồng. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện cho đỉnh được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với
quan tâm trong chăm sóc hai bên gia đình được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Bạn gái dễ thương ha. Bạn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. À, chúng ta nếu mà lấy nhau đó, vâng, thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian, rồi khoảng 3-4 năm gì đó mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. Ở đâu? Em ở thị trấn Thịnh Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Dạ. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp của cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em. Nhưng hàng ngày Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Ngoài ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bỏ ra quán thì Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn mà. Lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và biết được sức khỏe em thế nào thì em còn chăm lo cho em và nói với em. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. Hôm qua anh có nhậu say một tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lấy cho em đây, đọc. Đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi, đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc nên cùng khán phòng cùng nghe. Dạ vâng ạ.
Dạ, em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn Vận Gại, cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à? Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là anh ngại hãy cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á, dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu với chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Ồ. Thôi. Em hiểu rồi. À, câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề là em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng và, không? Đó, em chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt, thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gồng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Dạ.
tham gia Nguyễn Cung. Chắc chắn rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái liên lạc với chúng tôi để bấm nút cho chàng trai nhé. Trời, trời sinh một cặp rồi, chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn mình nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ, anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh. Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. Tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ, cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút, rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút. Ừ, cái gì cũng biết chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình, với lại là siêng năng chịu khó. Chà, rồi ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Em không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có 2 mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á. Có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu đi. Cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy 20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao, còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi, đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con, mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó, trời hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Dạ. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Ừ. Dạ. Nói nghe nè, đẹp trai lắm. Thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng khác. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Ôi đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa. Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Ôi, bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không phải tính toán trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không?
Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích Trấn Thành. Hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để coi rồi. Coi có miếng gì không? Này trấn nước, trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính nó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. Thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình á, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Ý sao vậy? Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt của trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè? Bà cao, mối bà rung quá hay sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Chứ bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Cũng được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm, mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, tôi dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi tiếng người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ tìm hiểu. Rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí, và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Dân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên quyết định đăng ký và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền, nói chung là cũng ít nói, khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp, chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi, chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề, xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được, mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi, chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi, nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại.
ha, đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở Hiền Gặp Lành đó Long. Dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. À. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Yeah. À, chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa. Hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. À, anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ, em cũng có 4 câu thơ về quan điểm tình yêu của em. Đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi, mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng lên, đứng đứng con cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? À? Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? À, nói thích, đi thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp thật ra ngồi ngồi vô, ngồi luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen ạ. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Dạ chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng không? Thích trai gái gì thì nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ. Em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng ờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không?
Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê, còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó, ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi, đi. Đúng rồi con. Dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi. Thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, ta gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề. Nó không rời mà nó bóp cái tay mà kêu không rời luôn. Nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị. Một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Công việc hiện tại của em là DJ. Và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chị. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Bây giờ anh đang làm hai job. Anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang. Và buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. Mời đi cưng. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Đời. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Hiểu luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Ngoài dạ. Cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị.
Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích ứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi đông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức, làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Đạt. Dạ không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em có đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây thì chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. À, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Thằng trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình anh có chuẩn bị phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn
đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ấy. Dạ. À, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng, sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức co với quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vậy anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm, cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm rồi. Những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chát chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3. Anh nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakyo tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức.